sức mạnh của sư tử là không thể bàn cãi. Nhưng để tiến hành một cuộc săn thành công, chúng phải dựa vào sức mạnh của tập thể. Trâu rừng luôn là con mồi thích hợp cho một đàn sư tử lớn. Khối lượng thịt hơn 500kg đủ cung cấp cho tất cả thành viên, nhưng trâu rừng cũng chính là con mồi tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất. Chúng giàu sức mạnh, cơ bắp và cặp sừng chết chóc trên đầu. Với đàn sư tử này, chúng đang gặp rắc rối lớn vì không có sự hiện diện của sư tử đực trong đàn. Sư tử đực rất quan trọng trong việc kéo ngã con mồi. Uy lực của sư tử đực sẽ hù dọa đánh chặn khi con mồi gọi bầy đàn tới giúp. Không có sư tử đực, bầy sư tử cái nhiều lần săn trâu rừng bị thất bại. Chúng cần nghỉ ngơi nhiều hơn để quan sát con mồi cho thật kỹ. Tìm hiểu điểm yếu của đối thủ sẽ giúp chúng có tỷ lệ thắng cao hơn. Sư tử con và các thành viên đang cần một bữa ăn để nuôi sống cả đàn. Chúng phải thử lần nữa. Cuộc săn sẽ được dời đến lúc chiều tà. Đó là thời gian mát mẻ nhất. Sự chập choạng của ánh sáng sẽ làm con mồi gặp khó khăn. Những thành viên trẻ hơn trong đàn dường như muốn nhận sự trấn an từ mẹ chúng. Khi ánh sáng dần biến mất, chế độ đi săn được kích hoạt. Bầy trâu đã cảm nhận được sự nguy hiểm, nhưng chúng chưa nhìn thấy kẻ đi săn. Sự phát hiện muộn màng, một con trâu đã bị bao vây, nhưng nó là một con đực được vũ trang tốt. Nó liên tục xoay tròn, lộ ra sức mạnh phi thường. Điều đó làm bầy sư tử không thể đến gần. Sư tử cái tìm mọi cách bấu vào con mồi. Với bộ móng vuốt dài gần 4cm, sư tử cũng không thể cào rách da trâu. Sự giằng co quyết liệt làm kẻ đi săn thấm mệt. Chúng không thể gây ra bất kỳ chấn thương nghiêm trọng nào cho con mồi. Con trâu rút chạy xuống được đầm lầy. Nó đã thoát. Bầy sư tử cái lại tiếp tục bị đói.